Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong muốn có cuộc sống sung sướng, giàu sang. Tuy nhiên không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. May mắn chỉ đến vào những thời điểm nhất định mà chúng ta nên biết để nắm bắt. Theo thầy Sa Cát luận đoán về là số tử vi của 12 con giáp, những ngày đầu tháng 9 qua đi cũng là lúc kết thúc vận xui. Vào thời điểm này quý vị sẽ gặp nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên mây. Trong ngày này, các bạn nên lập kế hoạch mới, chuẩn bị đón lấy cơ hội đổi đời giàu sang, giúp cuộc sống có nhiều suôn sẻ hơn. Dù còn một vài điều chưa vừa ý, nhưng các bạn vẫn sẽ giải quyết một cách êm đẹp. Để biết mình có nằm trong top 1 những con giáp may mắn hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Mão. 1. Tuổi Mão. Theo các chuyên gia tử vi cho biết, cục diện lục hợp nâng đỡ người tuổi Mão, giúp vận trình ngày mới của bạn thêm rực rỡ. Con giáp này may mắn nhận tin vui cả về tình cảm và tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch ấp ủ, bạn nên tiến hành hôm nay để tranh thủ tận dụng cát khí. Về tài chính, hôm nay dù là người làm công, ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh, không lo thiếu thốn. Nhưng vẫn nên chi tiêu có kế hoạch, không nên vung tiền bạc quá mà nên đề phòng những khi túng thiếu, cần thì dùng tới. Những ai độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại, tình cảm của hai bạn khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Dần. 2. Tuổi Dần. Nhớ tốt Dần bán hợp, tử vi hôm nay dự đoán người tuổi Dần có thể sẽ đón tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bạn mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận. Trong khi đó, các cặp đôi cũng có khoảng thời gian lý tưởng để xử lý những vấn đề và hiểu lầm trong mối quan hệ. Đừng nghe lời nói ra nói vào của người khác mà tự phá hỏng tình yêu của mình. Hãy lắng nghe điều trái tim mách bảo và tin tưởng vào người ấy. Tài lộc ở thời điểm này nhìn chung vẫn khá dồi dào, nhưng bạn cũng phải chi trả nhiều thứ cho sinh hoạt thường ngày nên khoản tích góp chưa thật sự nhiều. Công việc không có gì đáng ngại, bạn xử lý mọi thứ đâu ra đấy, duy trì phong độ ổn định của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Ngọ. 3. Tuổi Ngọ. Có tam hợp cục độ mệnh, người tuổi Ngọ có một ngày vượng cả tài lẫn tình. Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự giúp đỡ của quý nhân nên suôn sẻ vượt qua cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng. Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp cá nhân của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua cả mọi khó khăn, trở ngại để giành lấy mục tiêu, không ngại khó khăn, cực khổ, chứng minh được vai trò không thể thay thế của mình. Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Con giáp thứ tư may mắn trong ngày hôm nay là những người tuổi Tỵ. 4. Tuổi Tỵ. Trong thời gian này, những người tuổi Tỵ được thiên ấn ủng hộ nên công danh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Mọi thứ trở nên hanh thông thuận lợi, khó khăn đều được giải quyết dễ dàng. Bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trên con đường tìm kiếm công danh.
Ngày này bạn còn có thể sẽ có những buổi hẹn khá quan trọng với những người mà bạn ngưỡng mộ. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là người trong cùng lĩnh vực, giúp ích cho công việc tương lai sau này. Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính ổn định, bạn gần như không gặp vấn đề nào về việc chi tiêu ở thời điểm hiện tại. Hỏa sinh thổ cũng giúp tình yêu lứa đôi thêm bền chặt. Con giáp này đủ tâm lý và tinh tế để nhận ra khi nào đối phương cần được an ủi và vỗ về nhất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Có tâm hội cục che chở, tuổi Thân có nguồn năng lượng tràn đầy, làm việc hết mình. Chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Điều này giúp cho bản mệnh có ngày làm việc tương đối thoải mái và dễ chịu mà không gặp phải áp lực hay căng thẳng nào quá lớn. Với màn thể hiện của mình, rất có thể trong thời gian tới, bản mệnh sẽ được giao phó những trách nhiệm mới trong công việc. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chấp nhận thách thức. Đây cũng là thời điểm con giáp này có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp. Thổ sinh kim cũng giúp hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi. Cả hai đều chủ động nhận lỗi về mình để gìn giữ tình yêu. Người độc thân nên tích cực tham gia vào các buổi gặp mặt, giao lưu hơn và cũng sẽ kết bạn với nhiều đối tượng thú vị. Biết đâu trong đó con giáp này sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp với mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tiếp đến là những người tuổi Tuất. 6. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất được tùy kiên trợ mệnh nên có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và có lợi cho tương lai của mình. Bạn không ngại đánh đổi để giành lấy thành công, cũng chẳng sợ khó hay sợ khổ. Đó là lý do bạn có thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Vận trình tài lộc cũng ở thời kỳ cực vượng, con giáp này có những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn rất nhiều. Người tuổi Tuất chỉ cần phát huy hết khả năng, chịu thương chịu khó thì hoàn toàn có thể chiến thắng được những khó khăn, chông gai phía trước để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Phương diện tình cảm không phải mối bận tâm chính của tuổi Tuất trong ngày này, nhưng điều đó không có nghĩa bạn bỏ bê, không đoái hoài gì tới nửa kia. Dù bận rộn nhưng con giáp này vẫn tranh thủ thời gian để hỏi han và quan tâm tới người ấy, giúp tình cảm luôn bền chặt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 7. Tuổi Hợi. Là một trong ba tuổi đón lộc do thiên tài nhập cục, người tuổi Hợi đón khá nhiều vận may về tài lộc trong ngày. Tài tinh này giúp cho bản mệnh tìm được thời cơ kiếm tiền khi mà không ai tìm thấy được. Hơn thế nữa, con giáp này lại mạnh dạn, dám nghĩ dám làm nên tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi, rủng rỉnh chi tiêu. Ngày này bạn cũng tìm ra những cách mới để hoàn thành công việc được sao. Dĩ nhiên, vẫn mất một ít thời gian để thử nghiệm và điều chỉnh. Song kết quả cuối cùng mới là điều bạn quan tâm và cảm thấy hài lòng về những thứ mình làm được. Nhưng ngũ hành xung khắc khiến tình cảm không được tốt đẹp như vậy. Bạn dần phải chấp nhận sự không hoàn hảo trong mối quan hệ của mình và cũng nhìn nhận lại thiếu sót của bản thân. Song nếu đối phương vẫn tiếp tục đẩy mâu thuẫn lên cao, bạn khó có thể nhẫn nhịn thêm nữa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 7 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!